Anh em có nhu cầu mua lick CF giá rẻ uy tín, hãy đến với shop lick rẻ 24h.com. Alo. À vâng, xin chào tất cả anh em nhá. Thì chào mừng anh em đã cùng quay trở lại với clip ngày hôm nay. Hôm nay vô tình gặp clan quá là rực luôn. Ba miền CF Lam, Bắc Trung Lam. Clan này đẹp quá nhỉ. Biểu tượng xong lại bảng tên màu hồng trông rất là màu mè. Không biết là clan này bắn sao đây. Hôm nay mình sẽ bắn cái bộ Chao nhá. Bắn em Paret Chao và em Lục Chao. Lâu lắm rồi mình không làm bộ này. Bộ này thì dường như cũng là thuộc vào những cái hàng hiếm mà đã bị anh em lãng quên. Ngày trước nó cũng ấy lắm, bá lắm. Anh em bây giờ quên hết rồi. Những cái súng cũ là anh em quên hết rồi. Chả mấy ai còn chơi ạ. Nay thấy trong kho đồ là tiện mình test luôn, làm luôn. Bắn mấy con Iron mới lại mấy con VIP thì nó nhiều quá, nó nhàm rồi. Rất lao, rất lao. Ấy, địch mạnh có thằng treo mà trượt kìa. Đùa chứ. Gáy to lên nào các loại gà. Vãi cả gáy to lên các loại gà. Vừa mới vào mà mới thấy, vừa mới vào trận mà thấy mấy ông này đã cầm TMB các kiểu rồi. Evo kìa. Roam Free à. Có vẻ cả clan khá là mạnh đấy. Ép rất là nhiệt. Rồi, mình xin luôn. Hiệp đầu tiên có vẻ là hơi đỏ. Làm ba bé. HL không ai canh này. Về anh em ơi. Ghê vậy, toàn TMB vậy. Trong B chạy qua một rồi này. Nó ở góc B sao? À đây rồi. Hay quá anh em ơi. Ôi ôi. Sao toàn TMB mới Evo mới lại sóc lọ này. Ghê vậy. Rôm đẹp quá nhỉ. Rôm mày đẹp quá, màu mè quá, rào ép đông này. Rào này, A này, A này. Ủa ôi. Đông như kiến cơ ông ạ. Đùa chứ. Cẩn thận nhé bạn ơi, cẩn thận nhé bạn ơi. A đông lắm đấy. Ui hơi đau. Bạn ở trong lỗ A hơi đau, ăn quả cuồng lộ hơi đau ấy. Hay quá nhở, tem mình bắn hay quá nhở. Được có ló đấy cơ ông ạ. Ui tem mình bắn được. Ông nào canh lỗ luôn, không có sleeper canh lỗ luôn anh em ạ. Một tem full Evo với TMB. Rào lên này, rào lên này. Sợi đông đấy. Đông đấy. Làm gì bạn ơi? Nữa đâu nhỉ? Rào ơi, rào ơi. Hay quá. Ghê vậy. Tem bên kia được cái nhiệt nhưng mà rút chưa được ăn ý cho lắm.
Ha ha, có hồ điệp kìa. Hai thằng RB nó bắn hay lắm. Hai thằng RB nó bắn hay. Vãi cả trưởng ạ. Tôi đọc ở cái lỗ A mà ở cái xe này mà có bắn đâu mà kêu bắn hay. Chẳng qua là kê tâm hên xui thì các ông đi vào tâm của tôi thôi. Căn bản là tại đợi tem mình nó bắn rất là đều. Anh em nhìn tem mình mà xem, tem mình bắn rất là đều luôn. Mình nói chung là ở cái tem này mình chỉ phụ đạo thôi. Đó, thấy không? Không được thằng nào luôn, tem mình nó bắn rất là đều chứ không phải là mình bắn. Một mình chả làm gì cả. Có quả bom ở rào rồi. Khả năng bắn này họ ép rào. Có quả bom cường lộ bay từ rào ra. Bình thường là có giáp thì mình sẽ ngồi phô kiểu này. Thì mình sẽ bắt cả sniper lẫn tanker. Nhưng mà không có giáp thì mình sẽ ngồi sẽ khép vào cái xe một tí. Để cho tanker mà nó lên thì còn lé được. Lúp ở rào à. Vừa nãy rõ ràng tôi nhìn thấy quả bom ra mà không thấy lên. Ông kia đen đi lên cái gặp ngay quả anh hùng lúc. Đấy rồi. Nhanh quá nhở, giao đấu khá là nhanh. Anh em FB. Anh em FB. Nếu biết hội này có chơi cái bài Dương Đông Kích Tây không? Chat ở trên chat thường là anh em FB nhưng mà không biết có FB không, sợ lại FA thì toang. B3 cầu lướt 1. Bình tĩnh. Cứ phải canh kỹ cái rào anh em ạ. Không thể tin đối phương được, không thể tin tem địch được. Tem kia như là đang ra vác hàng lóng. Mình phải đục kỹ mấy cái thùng này. Vừa nãy có ông đồng đội bên mình đã bị ăn quả anh hùng lúc. Xém chết rồi. Giờ mình lại phải đục kỹ. Còn thủ ở nhà ông ta. Rất sợ mấy thanh niên này thủ. Ở đi đâu nhỉ? Không được ông nào luôn, không tìm thấy ông nào luôn. Tem mình bắn quá là gắt luôn. Sợ thật, tem mình bắn sợ thật đấy. Bắn rất là đều luôn. May quá mình vẫn chưa mất trinh. Chỉ được cái là mình chưa mất trinh thôi. Không ăn, mạng thì không ăn được. Bây giờ mình mà đú theo anh em mà đi lên là thôi. Xác định là chết còn nhiều. Thầy HL 5B cơ à? Ra để mình nhảy lên cái. Về B. Lỗ B này, ủa đông thế. Bị độc lắm. Từ đã. Đợi hết cái khói này anh em mình ra. Đồng đội mình vẫn đang ở trên nhà BL. Ôi vãi cả trường ạ. Tiên tử bắn hay quá. Hai thằng clan RB bắn hay vờ cờ. Vãi cả trường ạ. Bọn lìn này anh em mình cho ăn hành mà hai thằng lìn clan RB Lozo. Vãi cả trưởng ạ. Game vui thôi mà bạn ơi. Bạn bình thường mà có gì mà ghê. Mà
tôi độc đứng ở đây, tôi độc đứng ở nhà, tôi có ép đâu. Bắn hay phải như anh em tay mình kìa, ép lên thì bắn nó mới sung. Mình thì mình lom dom, mình ở nhà thôi. Bây giờ lên là toàn TMB với Evo rũi vào người thì không đỡ được. Lại mất B rồi. Em mình cứ ép tem họ là ép B. Ui giời. Được có nó đây anh em ạ. Quả slap được có nó. Anh em ơi về B C4 này. Ơ còn hai thằng ở B kia hay không ở nhà nó làm gì vậy? Em mình nó không gỡ C4 rồi anh em ạ. Mình cầm sniper với lại MDE này nó hơi toang. Không dám vào một mình vào B. Ừ, yếu rồi đấy. Ơ, thế đéo nào không mất máu nào kìa. Có lý nhở, bắn té máu cứ đùm đùm mà không ấy luôn, không mất máu nào luôn. Tem mình được cái là nó rất là đều cho nên là mình 12 kill mình vẫn cầm top anh em ạ. Chết cười đấy. Tem mình nó chia kill rất là đều. Bắn nói chung là anh em bắn chia kill rất là đều. Toàn 10 kill, 11 kill, 12 kill. Về B này, về B này. Lại mất B rồi. Chạy qua cửa à. Bay được đấy anh em ạ. Anh nhìn có quả bay được đấy à. Thích solo cửa à. Được luôn. Được luôn. HL nhảy xuống này. Định mệnh. Mình biết HL nhảy xuống rồi mà bắn trượt cái là mình biết là toang rồi. Nhảy xuống mình đã kê tâm như thế rồi mà bắn trượt. Quả bắn trúng là ngon. Trượt cái mà Evo rũi thì hư người luôn, hỏng người luôn chứ còn gì là người. Game vui và cả là cười đau ruột. Game vui mà. Game chủ yếu anh em chơi để vui, để tấu hài. Mình cũng thế thôi, nhiều khi mình vào mình bắn cũng đa số là bắn vui mới lại bắn chơi chơi à. Bắn giải trí thôi. Lúc nào mình làm clip một trận thì mình bắn gọi là căng căng tay tí, còn không là mình cứ vào và bắn. Có nhiều khi là mình bắn vẫn âm mạng sấp mặt ra chứ. Âm mạng thì thôi mà. Quan trọng ở đâu? Được B này. Bướng nhờ. À, lúc ngay cột này. À, nhử à. Nhử à, như câu cá cảnh à. Rồi. Mình không dám ra. Hay quá bạn ơi. Mình không dám ra khỏi cái lỗ. Sợ là có đồng bọn họ tiếp ứng cho nên là họ sẽ bắn mình sấp mặt ra. Nên mình cứ nhấp nhính ở cái cửa lỗ thôi. Bình tĩnh bạn ơi. Nóng vội thế. Ừ, hay luôn. Thơm thịt câu ạ. Nói chung là cái bộ trao này bắn ngon lắm. Mình thấy là tuy là nó cũ rồi, nó ra rất là lâu rồi, rất là ít anh em còn chơi, nhưng mà nó vẫn mang cái đậm chất là ngon. Phải nói là nó là ngon. Mình không phủ nhận nó là không ngon được. Hàng mới ra thì chỉ gọi là sắc lét mà nó đẹp hơn xíu thôi. Còn chưa chắc delay mới lại chưa chắc những con súng VIP khác hay là những con súng khác mà ra mà nó delay nó mượt bằng những con súng cũ. Nói chung là được hơn cái hình thức. Ơ. Bị làm sao nhỉ? Lag à? Lag rồi. Lag rồi, kiểu gì văng game này. Rồi, văng rồi, văng game rồi. À, đang vui, đang hay anh em ạ. Chấm dứt cái lối server.
Bảo trì, bảo trì. Bình thường văng nó sẽ văng, còn như này là bảo trì đấy anh em này. Bảo trì rồi, bảo trì rồi. Đúng rồi, không vào được, không vào được. Bình thường văng game là nó văng ra vẫn vào lại bình thường. Ok, bảo trì rồi anh em ạ. Thôi clip mình cũng sẽ kết thúc tại đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những clip sau. Bye bye.